gian lận thi cử Hà Giang lên kế hoạch nâng điểm trước hơn một tháng. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Hơn một tháng trước kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 diễn ra, hai bị can là Nguyễn Thanh Hoài, cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, và Vũ Trọng Lương, cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở, đã lên kế hoạch nâng điểm cho các thí sinh. Hoài nói với Lương, trong kỳ thi sắp tới, cần nâng điểm cho một số trường hợp đặc biệt. Theo bản cáo trạng dài 20 trang số 09 gạch chéo CT gạch ngang VKS của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang vào ngày 28 tháng 5 năm 2019 nêu rõ, vào đầu tháng 5 năm 2018, bị can Hoài gọi Vũ Trọng Lương sang phòng làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo nói cần nâng điểm cho một số trường hợp đặc biệt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Lương đồng ý và nói cần phải nghiên cứu phần mềm quản lý thi của Bộ Giáo dục. Giữa tháng 5 năm 2018, sau khi tổ chức quét và chấm thử trên phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục, Lương phát hiện phần mềm có lỗ hổng. Lương sang phòng làm việc của Hoài, nói cho Hoài biết là Bộ Giáo dục chỉ yêu cầu gửi file Excel và nói với Hoài có thể xử lý nâng điểm được. Sau khi nghe Lương nói vậy, Hoài đã 3 lần chuyển danh sách 93 thí sinh cần được nâng điểm môn thi trắc nghiệm cho Lương. Tháng 6 năm 2018, sau khi một người quen, đồng nghiệp nhờ nâng điểm cho thí sinh, Hoài đã tải danh sách M9 từ phần mềm quản lý thi Trung học Phổ thông Quốc gia về máy tính cá nhân, đánh dấu bôi màu vàng vào dòng thông tin cả thí sinh và điền số điểm cần nâng đưa cho Lương. Trong một lần một có tổng số 77 thí sinh cần được nâng điểm. Cũng trong khoảng thời gian tháng 6 năm 2018, Hoài trực tiếp nhận tin nhắn của hai người quen gửi số báo danh của ba thí sinh nhờ Hoài nâng điểm. Hoài tiếp tục chuyển tin nhắn này qua điện thoại của Lương để Lương thực hiện thao tác nâng điểm cho ba thí sinh này. Sau đó, Hoài tiếp tục nhận thông tin của các thí sinh cần nâng điểm khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại phòng trưởng ban thư ký hội đồng thi ở tầng 2 trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang. Hoài sử dụng máy tính cá nhân để lập danh sách 13 thí sinh rồi gửi email qua cho Lương để Lương nâng điểm. Sau khi nhận được danh sách, Lương tiếp tục bổ sung vào danh sách các thí sinh cần được nâng điểm mà Lương đã lập và lưu trong máy tính. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7 năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào tháng 7 năm 2018 tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng, hai bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài. Theo dự kiến, giữa tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị can trong vụ án gian lận thi cử Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Xảy ra tại tỉnh này, 5 bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thanh Hoài, cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Vũ Trọng Lương, cựu phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Phạm Văn Khuông, Triệu Tài Chính, hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, và Lê Thị Dung, cựu cán bộ công an tỉnh Hà Giang. Vụ việc bắt nguồn vào đầu tháng 7 năm 2018 khi dư luận phản ánh nhiều bất thường về điểm số trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại Hà Giang. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang thành lập hội đồng chấm thẩm định. Sau 4 ngày chấm thẩm định tất cả các bài thi trắc nghiệm của các thí sinh Hà Giang, chiều ngày 17 tháng 7, tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả xác minh. Theo đó, hơn 330 bài thi của 114 thí sinh đã bị can thiệp, sửa chữa để nâng điểm. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 17 tháng 7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức, ông Vũ Trọng Lương được xác định là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của các thí sinh. Đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ A83 Bộ Công an cho biết, hàng năm, máy tính để quét xác nhận được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang phân công cho ông Vũ Trọng Lương phụ trách trực tiếp. Ông Lương được phép sử dụng máy tính này để thao tác vị trí công việc hàng ngày và có kết nối mạng. Vào ngày 27 tháng 6, sau khi Bộ Giáo dục công bố đáp án thi, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ phần kết quả này vào phần mềm Excel. Sau đó, ông Lương chuyển toàn bộ bài thi, mở khóa niêm phong, rút bài thi từ các túi bài thi để chấm điểm tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang, mang về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang thao tác trong 2 tiếng để tẩy xóa các bài thi. Kiểm tra điện thoại di động của ông Lương, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều tin nhắn, cuộc gọi liên quan đến việc nhờ vả làm sai kết quả thi. Camera của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã ghi lại toàn bộ những hình ảnh thể hiện vi phạm của ông Lương. Ông Lương đã lấy file xử lý đáp án vào file test, chỉ mất 6 giây trong một trường hợp để thực hiện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phúc Thọ. Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý đã xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư.